Mở cái rương ra. Và ui, mình được một chai kinh nghiệm. Ha ha, cái này mình không uống ngay nha. Mình sẽ đem về nhà trưng, tại vì chai kinh nghiệm này hiếm lắm. Ok, hi, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình. Mình là Gan đây. Và hôm nay mình đã trở lại với Minecraft thử thách sinh tồn trong thế giới 1.18 tập tiếp theo. Yeah. Và như các bạn đã biết, tập trước mình đã có làm thành công cái chỗ đèn hiệu 3 tầng. Chỉ có 3 tầng thôi mọi người à, tại vì mình không có đủ block khoáng sản để lên thêm một tầng nữa. Lên thêm một tầng nữa thì mình cần rất là nhiều block khoáng sản các bạn à, cho nên là mình cần phải đi đào khoáng sản cũng như là đi tìm khoáng sản mà block á, như là mình phải đi tới cái chỗ đền biển cả này, mình đi tới chỗ thành Pitlin để mà mình lấy thêm khối vàng để mình gọi là đắp thêm một tầng nữa nó mới làm xong cái thành tích hải đăng nha mọi người. Đó, đây là chỉ có 3 tầng thôi và mình đã có năng tốc độ cho nên là mình chạy được rất là nhanh ở khu vực nhà của mình. Thì lần trước là mình tiêu diệt Vidabot rồi làm đèn hiệu đúng không? Đó là mục đích của tập trước. Còn tập hôm nay thì mình sẽ đi tới chỗ Ego, là cái lều tuyết á, mình cứu dân làng để làm thành tích. Thì bạn nào muốn mình sai cái gì á thì nhớ để lại comment ở phía dưới nha. Chứ mình bây giờ mình không biết làm cái gì luôn á mọi người. Còn rất là nhiều thành tích trong thế giới của mình nhưng mà bây giờ mình không biết làm cái gì luôn. Ở mình cần sự trợ giúp của các bạn. Rồi để mình cắt vài số thứ vào rương đã. Rất là nhiều đồ linh tinh. Ôi một đống sắt và bây giờ mình còn có 5 cục à mọi người à. Bạn cũng vậy luôn. Rồi ok, lên đường thôi. Hình như là ngựa của mình mất tiêu hết rồi đúng không mọi người? Chắc là mình sẽ dùng cánh mọi người à. Thì mình mong các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ series sinh tồn. Nếu mà đạt đủ 1.500 like thì mình sẽ làm tập tiếp theo cho mọi người xem ha. Không có thuốc súng trong này rồi mọi người à. Thôi đi bộ tới mọi người ơi. Ok, đây là tọa độ đi tới Ego nè mọi người. Cái này mình đọc Ego thì nó hơi sai đúng không? Cái này đọc là Igloo. Đấy, Igloo. Cách xa 1.234. Trời ơi, số đẹp vậy. 1234 luôn. Dạ, và cũng không xa lắm mọi người ạ. À. Chỉ 1.000 lóc thôi đúng không? Rồi, tạm biệt dân làng nha. Táo vàng thì chuẩn bị rồi. Mà nói chung ấy, tới đó nó cũng có sẵn hết cho mình để cứu dân làng thôi. Lúc nào chả vậy đúng không? Chỉ cần mình đi thẳng hướng này là mình tới được cái vùng tuyết có Ego. Mình cứ đọc là Ego mọi người. Mình kiểu bị quen cái tên Ego hồi đó giờ á. Bây giờ mà đọc Igloo nó không quen. Hôm nay chủ yếu là đi phiêu lưu ha. Không có xây dựng hay gì cả. Trời ơi, cái dân làng mình toàn là thủ thư không rồi mọi người. Trời ơi, cái cầu người ta xây. Đất trên này không đi đâu. Mai mới tới chỗ luôn á. Nhìn nè mọi người. Cờ lết hài thì chứ. Ok, mình đi vào ban đêm luôn nha mọi người. Tại vì mình muốn tiêu diệt Reaper để lấy thuốc súng á. Mình có đem theo giấy này. Rồi có cả cánh thì lát nữa mình bay tới cực kỳ nhanh luôn ha. Nói chung mình chỉ cần đi thẳng hướng này là mình tới cái chỗ Ego đó luôn. Không cần phải đi qua hướng này, hướng này. Ok, mình phát hiện ở đây vẫn còn một con cáo mọi người à. Đây nè. Đó, nó ngồi này. Hình như ban đêm nó sẽ đi săn chứ nó không có ngủ nha mọi người. Nên là bắt cáo vào ban đêm nó hơi khó. Ồ, cây đổ nguyên nè mọi người. Dưới khu vực này có loot kép. Nhưng mà bây giờ thì mình không muốn tới loot kép đâu. Ủa sao nãy giờ mình không thấy con Reaper nào vậy ta? Đây là khu rừng thông tuyết mọi người à. Dạ chắc chắn sẽ có cáo tuyết ở đây rồi đúng không? Ok, mình ngủ đi. Tại vì tụi cáo nó hoạt động vào ban đêm mà. Nhiều khi nó đi săn mà mình không thấy á. Nếu mà mình đi vào buổi sáng thì nó ngủ ở dưới gốc cây mình dễ thấy hơn. Một em. Ủa sao mình bắn một cái chết vậy? Ủa? Không hiểu luôn, cung mạnh nó vậy luôn à. Các bạn vừa thấy mình bắn con Reaper một cái chết đúng không? Đấy. Cùng lắm là phải bắn hai cái mới chết chứ. Sao mạnh vậy? Ôi trong này toàn scare với lại Reaper không à. Mình chủ yếu tiêu diệt Reaper thôi. 6 thuốc súng. Và bây giờ mình sẽ chế tạo pháo bông. Đó, như đây là đủ bay tới rồi. Nhưng mà mình muốn tìm cáo tuyết chứ cái đã. Lần sau mà mình bắt được cáo tuyết thì mình sẽ xây chuồng nuôi cáo tuyết luôn. Ồ vậy là không có rồi mọi người à. Mình để ý kỹ rồi, không có cáo tuyết. Mình thấy tìm tụi cáo tuyết này nó hơi khó ấy. Khó hơn là tìm gấu trúc luôn ấy. Cái rừng nó rộng như vậy mà không có một con cáo tuyết nào luôn. Chắc là do cái vùng tuyết này nó nằm gần cái bờ biển á. Ok, vậy là mình sẽ đeo cánh vô, mình bay tới cho lẹ nha mọi người. Ở đây có gấu bắc cực nè, có băng tuyết cái kiểu luôn. Rất là rộng nha mọi người. Đấy, tới được cái vùng tuyết rồi nè. Ô khoan. Ủa, sao nó kỳ vậy mọi người? Mình cứ tưởng một cái Ego nào đó. Nhưng mà không phải. Trời ơi, nó giống y chang luôn. Nhìn đây. Nhưng mà nó có băng mọi người. Mình nhìn lộn các bạn ơi. Ở đây có gấu mẹ này. Hello. Dạo này còn làm ở đó không ta? Ủa, sao gấu mẹ gì mà hiền vậy? Út. Cái gì vậy trời? Tính ra nãy nó không làm gì mình luôn á.
góc bắc cực hình như là mình dùng dây được đúng không mọi người? Được nè. Ok, đau đó. Thôi, góc bắc cực thì mai mốt mình cũng dẫn về luôn nha mọi người. Rồi, chỉ còn vài lóc nữa thôi. Hình như cái ego này nằm trong khu rừng thông rồi. Ok, mình đã thấy rồi mọi người ơi. Đây. Đây rồi. Tại vì mình dùng tọa độ mình tìm á thì chắc chắn là... Ủa? Không có hả? Ủa không có các bạn ơi. Xui rồi. Mình cứ tưởng là dùng tọa độ là 100% mình đào xuống là thấy cái đường đi luôn á. Ủa? Đấy đây là nếu mà có cái cửa sập này là sẽ có cái đường xuống đúng không mọi người? Ồ, kỳ thiệt chứ. Trụ sở văn làng ấy. Sao cái chỗ này nó quen quen vậy ta? Hình như là lần trước mình có đi ngang qua rồi thì phải. Cứ vô đi mọi người, lỡ may cái chỗ này mình chưa qua thì sao? Đây, bay xuống, không mắc máu. Trời ơi, anh trai nóng tính quá, từ từ. Mở cái rương ra. Và, ui, chưa lượm mọi người ơi. Mình được một chai kinh nghiệm. Haha, cái này mình không uống ngay nha. Mình sẽ đem về nhà trưng. Tại vì chai kinh nghiệm này hiếm lắm. Ok, bây giờ thì mình sẽ đi qua một cái ego khác nha. Đây, mình có pháo bông và mình sẽ bay theo cái hướng này. Đúng rồi, hướng này chắc chắn sẽ có một cái ego mới. Mà quan trọng là nó có cái đường xuống cứu dân làng hay không đây nè. Một cái dòng sông bị đóng băng mọi người ạ. Yes. Tuyệt vời. Thuyền đâu rồi? Đây, đến lúc chơi đùa rồi. Yeah. Quá tuyệt vời các bạn ơi. Các bạn mà thấy mấy dòng sông băng rộng như vậy thì chơi nó đã lắm. Nó hơi giật các bạn ơi. Ủa chỗ này nó rộng thiệt chứ. Ủa nó hơi chóng mặt các bạn ơi. Ok chơi đã rồi, đi tìm ego thôi. Nhiệm vụ chính của mình mà. Lấy lại chiếc thuyền. Ôi, không lẽ cái ego này nằm trong cái rừng thông nữa hả trời. Ôi, trời tuyết rồi. Yo, đi trên vùng tuyết mà có tuyết nó mới hấp dẫn đúng không? Đây rồi, mình đã thấy các bạn ơi. Mong là ở dưới nó sẽ có cửa. Đây rồi, phải vậy chứ. Chính xác là chỗ này mọi người ơi. Chúng ta xuống thôi. Đây, có một em zombie dân làng. Sau đó thì mình sẽ lấy táo. Lấy nhiều táo luôn. Rồi, mình sẽ lấy thuốc yếu đuối này. Mình văng vô. Ồ, mình cũng dính luôn. Sau đó cho ăn táo vàng. Còn bây giờ thì chờ đợi thôi. Phải đợi nha mọi người. Mọi người mà đi thì hình như là không làm được đâu hay sao ấy. Hồi đó mình cứ tưởng cái chỗ thảm đỏ này là sẽ có giấu cái gì ở phía dưới ấy, nhưng mà không các bạn ơi. Rồi, cái bảng tên này, bảng tên chuyển đổi đúng không? Mình sẽ đặt là đã cứu. Đó. Rồi đập cái chỗ vẹt nước này ra luôn, khỏi cho học nghề. Lấy cái chậu xương rồng về trồng. Để mình cắt vài số thứ Brusuker đã. Khá là nhiều đồ ấy. Ồ, có khi nào là cái ông này là cái ông tiến sĩ luôn không ta? Chắc là ông này, ổng nghiên cứu thuốc biến dân làng thành zombie. Ấy, rồi từ zombie chuyển sang lại dân làng. Ổng bị dính thuốc zombie rồi như vậy luôn. Tự nhốt bản thân, rồi đợi mình xuống cứu. Cái này cũng không đúng lắm ha. Kiểu tiến sĩ mà dính thuốc thì nó cũng không đúng. Kiểu như là dính thuốc đúng không? Rồi ổng biết là ổng sẽ biến thành zombie cho nên là ổng tự nhốt ổng trong này. À, lúc mà chưa bị hoàn toàn mất kiểm soát á thì ổng tự nhốt. Rồi bây giờ mình tới cứu này. Còn cái ông dân làng mà bị nhốt bên đây là đang thí nghiệm cho nên là bị nhốt bên đây thôi. Còn ổng nhốt bên này. Chứ mình nghĩ cái ego tự nhiên lại bị bỏ hoang đúng không? Chắc chắn là ông này là ông tiến sĩ 100% luôn. Thì đây chính là cái nhiệm vụ Minecraft cuối cùng trong cái thành tích Minecraft nha mọi người. Bác sĩ thay ma, còn cái món đồ nóng bỏng này lúc nào làm chả được đúng không? Tại vì nó dễ lắm, chỉ cần lấy xô múc lava thôi. Đợi ông này xong là hoàn thành thành tích Minecraft rồi. Có thể kết thúc được rồi đó mọi người. Mình đùa thôi chứ vẫn còn chơi trong thế giới này nha. Khi nào nó ra phiên bản 1.19 thì mình sẽ chơi ở một thế giới khác. Mà còn lâu lắm mọi người, có thể là năm sau mới ra phiên bản 1.19. 2000 years later. Yes, đã xong. Và bây giờ mình sẽ giải cứu ổng. Rồi, ông tiến sĩ đã trở về bình thường nha mọi người. Và bây giờ mình sẽ leo lên phía trên. Mục đích tiếp theo đó chính là đi tìm dân làng tuyết ha. Khám phá dân làng tuyết. Rồi sau đó mình sẽ đi về nhà. Rồi làm thành tích nhẹ như lông vũ. Phải nhẹ như lông vũ không ta? Ok, để coi lại thành tích đó đã. Nhẹ như lông hồng mọi người ạ. Lộn xíu. Mình đã xong cái nhiệm vụ bác sĩ thay ma nha. Rồi, hết tuyết. Và bây giờ đi tìm dân làng. Đây rồi, ui. Dân làng tuyết trên núi à. Hấp dẫn vậy. Ở đồng bằng nè mọi người. Vậy là sắp về nhà luôn rồi. Dân làng tuyết trên núi lần đầu tiên mình thấy luôn. Ok, rất là nhiều lò nung. Dân làng tuyết là toàn lò nung thôi mọi người, chứ không có lúa hay là mấy cái khối bí, khối dưa gì hết nha. Một cái hồ cá nha. Mình biết nhà của ai luôn rồi. Mấy cái thùng luôn. Ngon, lượm luôn. Nhà của ngư dân nha mọi người. Vô làng tuyết ít khi mình thấy nhà ngư dân lắm. Sao mấy con bò bị chết hết rồi?
Tự nhiên có con bò bị chết mọi người ạ. Một cái lò hun khói và con bò bị chết ở đây. Không hiểu lý do luôn. Đây là ông bán thịt. Còn đây là ông dân làng đằng. Mấy ông này lạnh cho nên là mấy ông có áo len nha mọi người. Ồ, vậy là dân làng tuyết chỉ có nhiêu đây thôi à? Bình thường vậy. Mình nhớ dân làng tuyết nó rộng lắm mà ta. Chắc là còn vài cái nhà bên đây. Ồ, vậy là hết luôn rồi. Ôi, dân làng tuyết ngắn vậy chơi. Không có gì để khám phá luôn á mọi người. Ồ, cái nhà trên núi kia rồi, lên bằng cách nào? Đây nè mọi người. Ồ, không lẽ mấy ông từ dưới kim ông đi lên? Làm sao được, khó lắm ấy trời. Đây rồi mọi người ơi, có một cái hố lava. Mình sẽ múc lava luôn. Ui, đó, món đồ nóng bỏng. Rồi xong, mình cũng nóng bỏng luôn. Dân làng đằng kiểu, móa thằng này còn đằng hơn mình. Ok, một cái nhà bàn rèn, cũng không có cái gì cả. Rồi, một cái dân làng tuyết khá là bình thường. Ú, khoan, còn nhà. Nhà thợ rèn. Wow, lâu lâu vô dân làng tuyết mới thấy nhà thợ rèn á mọi người. Nhà nào cũng có lò nung ha. Một là để nung thức ăn với lại sưởi ấm khi ngủ luôn. Đây là nhà thợ rèn. Có giáp sắt này, táo với lại cúp sắt luôn. Ôi, hai cái máy mài đá cùng lúc. Wow, không có cái lò rèn kia nhưng mà có hai cái máy mài đá. Dân làng tuyết mọi người à, khá là bình thường đúng không? Như bao cái dân làng khác thôi. Nhưng mà dân làng tuyết đặc biệt là nó có rất là nhiều lồng đèn. Mấy bạn khoái lắm nè. Tới đây là lấy lồng đèn thoải mái luôn ha. Nhưng mà lấy xong thì các bạn cũng biết là dân làng sẽ bị tụi zombie đánh chiếm đúng không? Nếu mà không đủ ánh sáng thì zombie nó sẽ spawn ra nhiều và mấy ông sẽ bị oạt. Ok, thế là xong mục đích thứ hai, tìm dân làng tuyết. Bây giờ thì mình sẽ trở về nhà. Rồi sau đó mình sẽ làm cái nhiệm vụ nhẹ như lông hồng một cách easy luôn. Tập hôm nay có vẻ ngắn mọi người, tại vì mình không có xây gì cả. Với lại đi tìm mấy cái này cũng không mất nhiều thời gian lắm. Với lại một phần là do mình có cánh mình bay một cái vèo tới luôn. Hello dân làng đồng bằng của mình. Rồi một pháo bông nữa về nhà luôn này. Easy. Tới lại thành phố bé nhỏ của mình. Cái dây leo này là lần trước cái cây nó mọc đúng không mọi người? Cái này là mình không trồng nha. Thật sự là cái dây leo tự mọc á. Ui, dưa của mình nó cũng mọc hai hàng nhìn đẹp không. Mình lười thu hoạch lắm, để cho đẹp đi. Và bây giờ thì mình sẽ lấy tuyết ra. Đây, lấy cái xô múc tuyết. Rồi sau đó mình sẽ khoan đặt ra ngoài, nó có tan không mọi người? Hình như là tuyết lún đặt ra ngoài nó đâu có tan đâu đúng không? Bây giờ mình sẽ lấy giày da. Da của mình còn 4 này. Sau đó mình sẽ chế tạo một đôi giày da này. Đỡ, mang vô. Đây là đôi giày da nha mọi người. Chỉ có giày da mới có thể đi được trên tuyết lún. Rồi, đặt tuyết lún ra và nhảy lên. Đó, easy đúng không? Nếu mà các bạn có giày da thì tuyết lún nó kiểu như thang leo vậy mọi người. Đây, mình cho mọi người xem. Hai cái tuyết lún mình để lên phía trên nha. Đó, rồi mình ở phía trong. Mình không bị lạnh nha, tại vì mình có giày da rồi. Và mình leo lên này. Đó, nó không khác gì cầu thang luôn á mọi người à. Leo lên, leo xuống rất là đã luôn. Đó, tuyệt vời không? Tuyết lún nha, công dụng của giày da ở trong phiên bản mới nè. Rồi, thì thành tích mình cũng đã làm xong. Nhẹ như lông hồng, bác sĩ thêm ma, món đồ nóng bỏng. Hôm nay làm được 3 cái thành tích. Còn sau khi chết này thì mình cần phải có một cái tô tầm mới. Mansion 6447 khối. Khá là xa mọi người. Phải dùng cổng địa ngục. Nếu mà có cánh thì bay tới nhanh thôi, nhưng mà tốn pháo bông. Thì các bạn muốn mình làm gì trong thế giới 1.18 này nữa thì nhớ để lại comment cho mình biết nha. Hôm nay mình chơi tới đây thôi mọi người. Tập sau thì các bạn cũng biết là mình có mục đích gì rồi đúng không? Đó chính là chế tạo thuốc thở dưới nước. Rồi sau đó mình đi tìm kho báu biển cả. Rồi cùng với lại là mình sẽ đi xuống cái chỗ gì ta? À, tụi cá giám hộ. Mình cũng sẽ bắt theo Azeloth đi theo nha. Mình có nên bắt Azeloth đi theo không mọi người? Mình chờ ý kiến của mọi người thôi. Bắt Azeloth đi để làm cái nhiệm vụ mà đâu rồi? Nhiệm vụ Azeloth đâu rồi ta? Hình như nhiệm vụ Azeloth nằm bên nông nghiệp thì phải á. Đúng rồi, sức mạnh của tình bạn hợp tác với Azeloth nha mọi người. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video sinh tồn tập hôm nay nha. Đừng quên để lại cho mình một like cũng như comment phía dưới là fan gái để mình thật tim. Và hẹn các bạn vào video Minecraft sinh tồn lần sau. Anh hùng trong